này thiện hiện. Như thế, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện thiện xảo đối với các hữu tình hành tài thí rồi, lại kéo an lập các loại hữu tình khiến an trụ trong pháp an ổn vô thượng, cho đến khiến đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có pháp cực kỳ hy hữu. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường dùng pháp thí nhiếp hóa các loài hữu tình như thế nào? Này thiện hiện pháp thí của đại Bồ Tát có hai thứ. Hai thứ ấy là gì? Một là pháp thí thế gian, hai là pháp thí xuất thế gian. Này thiện hiện thế nào là pháp thí thế gian của Đại Bồ Tát? Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị phân biệt rõ ràng các pháp thế gian Đó là quán bất tịnh, hoặc niệm giữ hơi thở, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn phạm trụ, hoặc bốn định vô sắc hoặc pháp cùng loại phàm phu khác ở thế gian, như thế gọi là pháp thí thế gian. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy hành pháp thí thế gian rồi, dùng các loại phương tiện giáo hóa dẫn dắt hữu tình khiến họ xa lìa các pháp thế gian, dùng các thứ phương tiện giáo hóa dẫn dắt hữu tình khiến an trụ thánh pháp và quả thánh pháp. Này thiện hiện, thế nào là thánh pháp và quả thánh pháp? Này thiện hiện, thánh pháp là bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, tám giải thoát, chín định thứ đại, pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, mười địa bồ tát, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vân vân, các pháp vô lậu. Này thiện hiện quả thánh pháp là quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả a la hán, quả vị độc giác, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật lại nữa thiện hiện thánh pháp của đại bồ tát là trí quả dự lưu trí quả nhất lai trí quả bất hoàn trí quả a la hán trí quả vị độc giác trí quả vị giác ngộ cao tột của chư phật trí bốn niệm trụ trí bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo trí pháp môn giải thoát không trí pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện trí bốn tịnh lự trí bốn vô lượng bốn định vô sắc chí tám giải thoát, chí tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chí bố thí ba la mật đa, chí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chí tất cả pháp môn đà la ni, chí tất cả pháp môn tam ma địa.